Hai. Nay chúng ta sẽ đi tiếp một cái phần. Đây là thuộc nhóm bệnh lý của xã hội với mặt bệnh lý của thời đại đó. Lý thời đại thì của thế kỷ 21 này, nói về hậu chiến chuyển hóa đó. Một số điều mà chúng ta cần nắm trong hậu chiến chuyển hóa ha. Chúng ta biết khi mà nói tới hậu chiến chuyển hóa thì chúng ta thấy nó bao gồm là một tập các yếu tố nguy cơ, một tập hợp các yếu tố nguy cơ tim mạch. Và rối loạn chuyển hóa như vậy là nó gồm nhiều bệnh lý ha, một số yếu tố nguy cơ tim mạch và các yếu tố nguy cơ của rối loạn chuyển hóa. Như vậy đối với hội chứng chuyển hóa thì nó gồm hai phần, đó là biểu hiện một số vấn đề của bệnh lý tim mạch mà nguyên nhân là do chủ yếu là do các rối loạn chuyển hóa, bao gồm các vấn đề sau đây: hội chứng đề kháng insulin. Một chút tôi sẽ giới thiệu thêm về hội chứng đề kháng insulin kết hợp với béo bụng ha. Béo bụng là vấn đề rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ tim mạch, rối loạn lipid máu là bệnh lý nội tiết và cũng là yếu tố nguy cơ tim mạch. Khi mà nói về hội chứng chuyển hóa thì ta nói nó là một cái vấn đề của bệnh lý thế kỷ thứ 21. Nó là một bệnh nhóm bệnh lý không lây nhiễm mà hiện nay nó rất là phổ biến nhé các bạn. Bệnh này nó xuất phát cũng từ lý do từ cái thay đổi về kinh tế của xã hội và có yếu tố tác động của xã hội nha. Thì đây là một bệnh lý mà nó xuất hiện nhiều nhất vào những thập kỷ của cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Bệnh này thì nó đang tiếp tục gia tăng. Hiện nay thì nó cũng là một vấn đề sức khỏe chung và cộng đồng đang được quan tâm. Thì lý do mà tôi nói lý do là nó được quan tâm là vậy đó. Về hậu quả của hội chứng chuyển hóa, khi một người mắc hội chứng chuyển hóa thì chúng ta thấy đây là nguy cơ tim mạch thì họ sẽ gia tăng tần suất mắc các bệnh lý tim mạch cũng như là tử vong do nguyên nhân tim mạch. Nếu đây là tập hợp các yếu tố nguy cơ của rối loạn chuyển hóa thì người ta thấy là bệnh nhân sẽ có gia tăng tần suất mắc các bệnh lý của nội tiết, mà cụ thể là đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Đây cũng là hai yếu tố nguy cơ tim mạch. Do đó mà người ta sẽ những cái bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa này sẽ tử vong vì các cái bệnh lý tim mạch. Và người ta thống kê á, trên tổ chức y tế thế giới người ta thống kê á, là hiện nay á, trên thế giới có khoảng hơn 25 triệu người, 25% dân số mắc hội chứng chuyển hóa. Chúng ta thấy với cái tỷ lệ là hơn 6 triệu dân, 6 tỷ dân nha, 6 tỷ dân mà trên 25% mắc hội chứng chuyển hóa, chúng ta thấy có hiện nay là thế giới có khoảng hơn 1,5 tỷ người mắc hội chứng chuyển hóa. Và do mắc hội chứng chuyển hóa nó là yếu tố nguy cơ tim mạch thì đa số họ bị tử vong do các nguyên nhân tim mạch. Thì con số thống kê vào cách đây cũng đã hơn hai chục gần 20 năm rồi, thì khoảng hơn 18 triệu người tử vong do các nguyên nhân tim mạch. Con số này hiện nay nó còn gia tăng hơn nhiều nữa. Chúng ta thấy hàng năm vậy là có khoảng gần 20 triệu người tử vong do nguyên nhân tim mạch trong cái số dân mắc hội chứng chuyển hóa này. Chúng ta thấy con số rất là lớn. Do đó mà để mà chúng ta mục đích của chúng ta trong cái bài học hôm nay là chúng ta tầm soát sớm những cái bệnh nhân có nguy cơ hoặc mắc hội chứng chuyển hóa để chúng ta có một cái biện pháp mà chúng ta có chiến lược điều trị sớm nhằm giảm được cái nguy cơ gia tăng các bệnh lý tim mạch cũng như rối loạn chuyển hóa và giảm các yếu tố nguy cơ tim mạch. Đó cũng là nội dung của bài hôm nay. Rồi, về phần dịch tễ thì chúng ta lưu ý thì như cô nói hồi nãy đó, hội chứng chuyển hóa đây là một cái bệnh thời đại các bạn, cái bệnh thời đại do chủ yếu là yếu tố tác động chủ yếu là xã hội thay đổi về công cụ lao động, về phương thức lao động, kinh tế thì trong những mấy thập kỷ vừa qua thì kinh tế xã hội nó giàu lên ha.
giàu lên, bộ phận đa số dân chúng trên thế giới giàu lên nhờ cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nè, nhờ cuộc cách mạng công nghệ về khoa học máy tính nè, nó phát triển, nó làm cho tập quán sinh hoạt cũng thay đổi nha. Rồi lao động, vấn đề lao động chúng ta cũng thay đổi, chúng ta sẽ gì sử dụng ngồi ở bàn máy tính nhiều hơn, chúng ta ít lao động tay chân hơn, của cải chúng ta làm ra nhiều hơn. Như vậy thì sau khi mà có của cải nhiều hơn thì chúng ta sẽ sao sử dụng, chúng ta ăn uống nhiều hơn, dinh dưỡng sẽ tốt hơn và ít vận động hơn, do đó mà nó sẽ làm cho gì năng lượng dư thừa nó tích lũy lại trong cơ thể và nó sẽ phát sinh ra những cái bệnh lý và rối loạn chuyển hóa, và các cái bệnh lý này mà chúng ta gọi chung đó là tập hợp của chứng chuyển hóa. Thì hiện nay về tần suất của nó thì càng ngày chúng ta thấy nó bệnh càng ngày nó càng gia tăng, và tần suất của nó thì nó sẽ thay đổi tùy theo gì các bạn, ở vùng nông thôn thành thị nơi nhà giàu thì nhiều khi là mắc hội chứng chuyển hóa là cao hơn nha, tại vì nó liên quan đến vấn đề béo phì và nó liên quan đến cái tuổi, liên quan đến tuổi, tuổi càng cao thì nguy cơ mắc bệnh hội chứng chuyển hóa càng cao. Thì về tần suất hội chứng chuyển hóa thì chúng ta thấy đây là một cái nghiên cứu của giáo sư Ashman và giáo sư Ford và cộng sự đã được đăng trên tạp chí JAMA vào những năm đầu của thế kỷ 20, 21. Thì đây là một cái con số mà nó nghiên cứu trên toàn nước Mỹ, và đây là một bức tranh mà khá là điển hình cho hội chứng chuyển hóa trên thế giới, và đặc biệt là các nước đã phát triển. Sở dĩ mà mình lấy cái nghiên cứu này để cho các bạn thấy, vì đây là một cái nghiên cứu trên toàn nước Mỹ và nó có một cái con số nó khá là chính xác và con số rất là lớn. Đến qua đó chúng ta nhìn sơ lược về cái đặc điểm chung của hội chứng chuyển hóa. Và tần suất thì chúng ta thấy hội chứng chuyển hóa nó gia tăng theo lứa tuổi ha. Bắt đầu ở tỷ lệ khoảng ở cái nhóm người mà có tuổi từ 20 đến 29 tuổi là mắc hội chứng chuyển hóa rồi. Ha. Và con số này nó càng ngày càng gia tăng. Và tăng cao nhất là ở lứa tuổi 60 đến 70 tuổi. Thì nó chiếm khoảng 45%. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta khi mà ở các cái thành phố lớn ở Mỹ đó, chúng ta thấy đi các cái thành phố lớn ví dụ như là chúng ta qua New York, Washington, không? Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta ra đường chúng ta thấy có hai người lớn và từ 60 tuổi đi ngoài đường là có một người mắc hội chứng chuyển hóa. Thì cái tỷ lệ nó cao nhất, nó chiếm gần 50%, có nghĩa là hai người lớn, hai hai cái đi, chúng ta thấy ở ngoài đường có hai người lớn tuổi tuổi từ 60 trở lên thì ít nhất có một người mắc hội chứng chuyển hóa, cái tỷ lệ nó cao nhất ở nhóm tuổi từ 60 đến 70. Ở Việt Nam thì hiện nay có nhiều cái nghiên cứu nha. Alo, có gì không? Tôi đang giảng. Bây giờ có gì đó chị sao đi. Về hội chứng chuyển hóa thì chúng ta lưu ý về mặt bệnh sinh thì nó có mấy vấn đề lớn sau đây ha. Đầu tiên là chúng ta thấy nổi bật là hội chứng đề kháng insulin ha. Vấn đề chính của hội chứng chuyển hóa là vấn đề đề kháng insulin. Đề kháng insulin khi mà nó có xuất hiện trong cơ thể thì nó sẽ dẫn đến một loạt các rối loạn về chuyển hóa, ví dụ như là tăng gluco máu. Tăng gluco máu thì chúng ta thấy đề kháng insulin là một tình trạng gì các bạn, là tình trạng giảm giảm cái gì các bạn, giảm nhạy cảm với insulin. Nó dẫn đến một tình trạng là gì, giảm nhạy cảm insulin ở đâu, ở mô cơ và mô mỡ. Nó sẽ dẫn đến một tình trạng là tăng nha, tăng đường huyết lúc đói, tăng đường huyết sau ăn. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là đề kháng, khi mà có đề kháng insulin các bạn, khi mà có tế bào có đề kháng insulin á thì gluco nó sẽ không được sử dụng cách hiệu quả ở các mô ở ngoại biên, ví dụ như mô cơ, mô mỡ vân vân. Như vậy thì nó sẽ làm cho nồng độ đường nó gia tăng. Khi mà nồng độ đường gia tăng thì nó sẽ tích lũy ha, đường nó sẽ tăng cường chuyển hóa tích lũy và nó dự trữ với dạng mỡ. Thì như vậy thì dần dần khi mà kết hợp một bệnh nhân mà có đề kháng insulin kết hợp với tình trạng suy giảm tế bào beta đảo tị, nó sẽ dẫn đến tình trạng đái tháo đường tiếp
Và khi có tình trạng đề kháng insulin thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng rối loạn chuyển hóa nha. Rối loạn chuyển hóa mỡ, nó sẽ có tình trạng là đường nó sẽ tăng cường chuyển hóa thành mỡ. À, và thứ hai nữa là đề kháng, khi mà đề kháng insulin thì nó sẽ có tăng cường sự ly giải glycogen, ở sự ly giải mô mỡ đó, thì nó sẽ dẫn đến một tình trạng là gì, nó sẽ gia tăng, nó sẽ gia tăng cái rối loạn lipid máu, mà đặc biệt là có tình trạng là tăng triglyceride, giảm HDL và tăng LDL. Thì đây là cái tập hợp các nguy cơ tim mạch chúng ta thấy nha. Rồi khi mà có tình trạng đề kháng insulin thì người ta thấy nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề chuyển hóa, nó dẫn đến một cái tình trạng là nó có tham gia vào cái cơ chế tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt là những bệnh nhân mà có rối loạn chuyển hóa. Và nó có, khi mà bệnh nhân có tăng huyết áp thì nó sẽ làm tăng áp lực lọc trên thận, nó sẽ dẫn đến gia tăng cái tần suất tiểu đạm niệu đó. Thì chúng ta thấy về mặt cơ chế bệnh sinh nó rất là phức tạp. Bên cạnh đó thì người ta thấy ở những cái bệnh nhân mà có hội chứng chuyển hóa thì có vấn đề rối loạn về mỡ tạng. Mỡ tạng là đâu các bạn? Mỡ tạng là mỡ ở trong mỡ bụng của chúng ta. Nó còn lớp mỡ người ta chia làm hai nhóm, mỡ ở trong mỡ bụng thì chúng ta gọi là mỡ tạng, còn lớp mỡ ở ngoài chúng ta gọi là lớp mỡ dưới da. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy nó có vấn đề về rối loạn mỡ tạng. Mỡ tạng thì nó sẽ gây một cái dạng tình trạng là gia tăng tần suất mắc bệnh béo phì, và béo phì nó cũng lại là yếu tố nguy cơ tim mạch. Bên cạnh đó người ta thấy những cái người có đề kháng insulin, mắc hội chứng chuyển hóa, có tình trạng rối loạn vận mạch rất là sớm, cho họ bị tổn thương tế bào nội mạc mạch máu. Nên một chút cái cơ chế này sẽ được giải thích qua cái cơ chế bệnh sinh, cái phần cơ chế của hội chứng chuyển hóa. Thì chúng ta sẽ thấy nó có một tình trạng rối loạn vận mạch rất là sớm, do nó rối loạn tổn thương chức năng nội mạc mạch máu, cũng từ cái khởi nguồn là từ hội chứng đề kháng insulin này nha. Nó xuất hiện các cái chất mà làm viêm mạch máu như là TNF alpha từ mô mỏ nó sẽ tiết ra, các cytokine từ mô mỏ nó sẽ tiết ra, như vậy nó sẽ làm tổn thương nội mạc mạch máu. Nội mạc mạch máu là các cái tế bào lớp lót trong cùng của mạch máu, chúng ta gọi là nội mạc mạch máu. Thì cái tế bào này nó tham gia, nó đóng vai trò là gì các bạn? Nó đóng vai trò là tế bào cận nội tiết, nó sẽ tiết ra chất NO để điều hòa về co giãn mạch máu. Vậy khi khi một bệnh nhân bị cái hội chứng chuyển hóa này, nó làm dễ tổn thương nội mạc mạch máu, nó rối loạn chức năng mạch máu sớm nhất, và rối loạn chức năng nội mạc mạch máu nó giảm tiết NO, như vậy thì nó sẽ gây co mạch, nó dẫn đến một tình trạng rối loạn về vận mạch, và đây cũng là yếu tố nguy cơ tim mạch. Và đối với những cái bệnh nhân mà mắc hội chứng chuyển hóa thì người ta thấy có tình trạng tăng đông. Tình trạng tăng đông là hậu quả là do gì? Do một số chất nó xuất hiện ở từ mô mỡ nó tiết ra, nó sẽ đến gan, nó sẽ kích thích cho gan tăng tổng hợp trước glycogen nè, rồi nó làm cho cái tế bào của tiểu cầu á, nó làm cho tiểu cầu nó tăng, nó có tăng cái kích tập tiểu cầu dễ dàng hơn, và nó gây rối loạn nông máu bằng cách là ngoài cái những cái vấn đề tôi nói thì nó có tăng một cái yếu tố mà nó ức chế cái sự hoạt hóa lactobacillus. Đây là một cái yếu tố mà để tham gia vào làm tan cái cục máu đông, khi mà xuất hiện trong lòng mạch có cái cục máu đông. Như vậy thì đây là những cái yếu tố mà nó làm gia tăng cái tình trạng đông máu, và nó gây tăng đông ở những bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa. Đặc biệt là chúng ta sẽ thấy nó rất là nguy cơ nha, nó rất là nguy hiểm ở những cái người mà có bệnh lý mạch vành đi kèm, giống như là những người mà có hẹp mạch máu, là hẹp ở mạch máu não, mạch máu tim ha, mạch vành. Chúng ta sẽ thấy khi mà những cái người mà đã hẹp mạch máu do xơ vữa rồi, bây giờ nếu có xuất hiện yếu tố tăng đông nữa thì họ rất là dễ gây ra biến cố tim mạch, là họ rất là dễ tạo cục máu đông. Ở những tắc hẹp như vậy thì rất là dễ bị nhồi máu cơ tim, nhồi máu não. Chúng ta thấy nó rất là phức tạp, nên cái vai trò đề kháng insulin nó sẽ dẫn đến rất là nhiều nguy cơ về rối loạn và chuyển hóa cho các bệnh lý tim mạch. Và cũng tương ứng với các cái tình trạng nha, các cái tình trạng rối loạn chuyển hóa này mà chúng ta thấy trên lâm sàng, những cái người mắc hội chứng chuyển hóa họ sẽ có một số cái bệnh cảnh thường gặp. Sau một thời gian mắc hội chứng chuyển hóa, nó sẽ gia tăng cái tần suất mắc bệnh
tim mạch có tên là CVD đó bạn, hai viết tắt của tiếng Anh là cardiovascular disease ha, các bạn viết tắt các bạn viết ra và giấy nha, hoặc viết trên cái ấy trên cái tập của các bạn đi, viết thêm nha. Đây là bệnh lý tim mạch nha, mà bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa này nè, họ rất là dễ bị hội chứng PCOS, đó với người nữ là bị vô sinh đó bạn, gọi là hội chứng buồng trứng đa nang là dễ bị vô sinh. Tiếp theo nữa là họ bị tổn thương da, họ dễ rất là dễ bị tổn thương da, và cái tổn thương da này nó rất là đặc trưng của người mắc hội chứng chuyển hóa, gọi là chứng da kenphosis, cái còn gọi là chứng da đen. Thì bên cạnh đó thì người ta thấy những cái rối loạn của bệnh nhân bị mắc hội chứng chuyển hóa đó, ngoài những cái tăng đường huyết, rối loạn lipid máu vân vân, thì người ta thấy gia tăng tần suất mắc, tăng hạ sức colic nữa. Cái này hậu quả của rối loạn chuyển hóa và hậu quả của vấn đề dinh dưỡng ha. Dinh dưỡng ăn nhiều chất đạm và rối loạn chuyển hóa nó sẽ dẫn đến tình trạng gia tăng hạ sức colic. Mà người ta nhận thấy là ở cái nhóm bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa thì cái tần suất mắc tăng hạ sức colic nó rất là cao so với những người không mắc hội chứng chuyển hóa. Như vậy thì ứng với cái cơ chế bệnh sinh này, ứng với các vấn đề của hội chứng chuyển hóa thì chúng ta sẽ thấy một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng có thể gặp trong hội chứng chuyển hóa. Bởi vì chúng ta biết đây là một tập hợp các cái vấn đề tim mạch và có nhiều bệnh lý tim mạch, cho nên bệnh nhân có thể xuất hiện một trong các cái triệu chứng sau đây nha, một trong các vấn đề sau đây. Thứ nhất là vấn đề béo phì và béo phì dẫn nam, đây là các vấn đề thôi nha các bạn, chúng ta là triệu chứng nha. Đó, béo phì và béo phì dẫn nam nó là một cái vấn đề về bệnh lý rối loạn chuyển hóa, nội tiết rối loạn chuyển hóa ha. Do ăn quá nhiều dinh dưỡng ha. Do ăn quá nhiều dinh dưỡng và do rối loạn chuyển hóa từ những cái gì các bạn, từ vấn đề đề kháng insulin, và nó càng làm cho cái vòng xoáy bệnh lý này bệnh nhân rất là dễ mắc bệnh béo phì. Và béo phì thì người ta chia ra cái dạng như là béo phì dạng nam, béo phì dạng nữ, béo phì hỗn hợp. Nhưng mà trong cái đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân hội chứng chuyển hóa thì chủ yếu là người ta nhắc đến béo phì dạng nam hoặc là béo phì chung. Bệnh nhân có thể mắc nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, hoặc bệnh nhân có thể giảm dung nạp gluco chỉ cần một trong các vấn đề này sau đây. Nếu như là bệnh nhân đái tháo đường và bệnh nhân đến chúng ta muộn, bệnh nhân không được kiểm soát đường huyết tốt thì triệu chứng đái tháo đường mới có xuất hiện. Còn đối với bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta có thể tầm soát qua cái xét nghiệm đủ tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán đái tháo đường, và nó thấp hơn tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường chúng ta làm nghiệm pháp dung nạp gluco mà nó dương tính, tức là nó không phải là đái tháo đường mà nó thấp hơn cái ngưỡng đái tháo đường thì chúng ta gọi là rối loạn dung nạp gluco. Thì cái này trong cái phần điều trị, trong cái phần bệnh lý đái tháo đường tiếp hai thì thầy truyền sẽ có hướng dẫn cho bạn. Các bạn đã học bài đái tháo đường chưa ạ? Nếu học rồi thì các bạn khi mà tôi nói về vấn đề đó, giảm dung nạp gluco thì các bạn sẽ biết. Bệnh nhân có thể có biểu hiện lâm sàng của bệnh lý tăng huyết áp. Bệnh nhân sẽ có các cái vấn đề có rối loạn lipid máu mà chúng ta vừa học hôm trước. Bệnh nhân có thể bị tiểu albumin niệu vi thể, hay còn gọi là tiểu vi đậm niệu. Nó tên tiếng Anh là albumin, microalbuminuria, viết tắt là MAU nha. Này, khi mà chúng ta đọc sách á, tôi giới thiệu rất là nhiều cái từ ngữ để các bạn đọc, các bạn biết để các cái từ đó nó có thể tự dịch từ cái từ mao dương này nè, là albumin niệu vi thể, vi đậm niệu, đậm niệu vi lượng ha. Rồi thì nó đều nguồn gốc xuất phát từ cái từ mao này. Bệnh nhân có sự tồn tại và gia tăng các chất chỉ điểm viêm mãn tính. Các chất chỉ điểm viêm nó có sự tồn tại có nghĩa là gì, nó ở trong cơ thể chúng ta rồi nó gia tăng, có nghĩa là nó tăng ở một cái mức vừa phải chứ không quá nhiều. Các chất chỉ điểm viêm mãn tính có nghĩa là gì, viêm mà nó kéo dài, nó tồn tại mà nó kéo dài thì chúng ta gọi là các chất chỉ điểm viêm mãn tính. Các chất chỉ điểm viêm mãn tính thường gặp á, chúng ta khi mà nói đến chất chỉ điểm viêm á thì chúng ta biết là gồm có các chất gì các bạn, CRP nè, TNF alpha nè, là cái yếu tố hoại tử bú, hoặc là các interleukin đó. Thì khi mà nói đến viêm là chúng ta sẽ thấy tiến trình viêm hoặc là các yếu tố viêm
các cái chất chỉ điểm viêm là chúng ta sẽ thấy, người ta sẽ nhắc đến ba cái loại đó nha, rồi gồm có CRP và các cái cytokine như tôi còn nói nha. Như vậy thì ở trong cái người mắc hội chứng chuyển hóa này, trong máu của họ đó, khi mà rút máu xuất hiện ra, người ta thấy có cái cho những cái chất chỉ điểm viêm mà nó kéo dài thì gọi là mãn tính, như là nó gia tăng CRP một chút, rồi TNF alpha và interleukin ha, nó kéo dài. Nhưng mà nếu mà những cái bệnh nhân mà cũng có xuất hiện CRP, interleukin đấy, nhưng mà trong bệnh nhân viêm phổi thì thường là ta gọi là những cái chất chỉ điểm viêm đó là viêm cấp tính các bạn ha. Còn mãn tính là nó tồn tại lâu dài, năm này qua năm kia, tháng này qua tháng kia, nhưng mà giới có cái tình trạng là gì, gia tăng ở mức độ nhẹ. Có tình trạng bất thường trong tiêu sơ huyết và đông máu thì nãy là trong cái phần bệnh sinh á, bệnh sinh của hội chứng chuyển hóa, các vấn đề của hội chứng chuyển hóa thì chúng ta sẽ thấy họ có nó bất thường trong tiêu sơ huyết và nó lọt đông máu, họ có tình trạng tăng oxy và bệnh huyết nha, rồi nó tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm. Và khi mà chúng ta siêu âm gan thì siêu âm bụng tổng quát thì chúng ta sẽ thấy tình trạng gan nhiễm mỡ và có hội chứng buồng trứng đa nang, có thể có hội chứng buồng trứng đa nang ở phụ nữ nè, những người nữ mà béo phì thì có tình trạng hội chứng buồng trứng đa nang. Còn đa số các bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa đây là những người béo mà có rối loạn lipid máu, có thừa năng lượng, có BMI nhiệt cao, thì những cái người này họ và họ bị rối loạn chuyển hóa về mỡ lipid nữa thì chắc chắn rằng họ sẽ bị bệnh lý gan nhiễm mỡ. Bởi vì chúng ta biết là gan là nơi gì các bạn, gan là nơi tổng hợp nè, nó rồi tích trữ nè, rồi chuyển hóa các lipid, thì chúng ta mới học hôm vừa rồi thì với những cái bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa này thì nó càng ra càng làm cái tình trạng mà rối loạn mỡ nó càng tăng, như vậy thì bệnh nhân càng mắc cái tình trạng gan nhiễm mỡ. Rồi như đây là một số cái hình ảnh về lâm sàng ha, biểu hiện đặc trưng của những cái người mà mắc hội chứng chuyển hóa. Chúng ta thấy họ rất là béo các bạn nha, những người này chúng ta nhìn họ rất là béo. Thứ hai, cái tổn thương ở đặc điểm lâm sàng của cái trứng da đen này, chúng ta sẽ thấy là trên da của họ đó ha, trên da, đặc biệt là ở vùng cổ, ở vùng nách ha, vùng cổ, vùng nách, những cái nơi mà nó có nếp gấp thì có cái sự gia tăng sắc tố, gia tăng sắc tố của melanin đó ha, nó có sự gia tăng sắc tố melanin và nó làm cho sao da ở vùng này là có gia tăng sắc tố và nó dày sừng lên và nó sậm da ở các cái vùng này. Có thể là khi mà chúng ta điều trị ổn, bớt béo phì, nhưng mà cái vùng tăng sắc tố này nó không giảm, cho nên nó rất là đặc trưng ha của cái bệnh lý hội chứng chuyển hóa. Một người mà béo mà có biểu hiện da đen này là chúng ta biết đây là bệnh, cái biểu hiện tổn thương da của bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa. Đây là hình ảnh của hội chứng buồng trứng da đen mình mặt trên. Khi mà cái hình ảnh siêu âm chúng ta thấy một cái buồng trứng bình thường đó thì phụ nữ người ta chỉ có một cái hai nang thôi, còn cái này nó rất là nhiều nang, và nang trong đây á nó chỉ chứa nước và dần dần nó sẽ sơ hóa toàn bộ buồng trứng và nó rối loạn về nội tiết tố nên nội tiết tố, và nó dẫn đến tình trạng là gì, nó sơ hóa toàn bộ đường buồng trứng thì không có nang kiến chính, như vậy bệnh nhân sẽ dẫn đến tình trạng vô sinh, chúng ta gọi là hội chứng PCOS đó nha các bạn nha, hội chứng buồng trứng đa nang hay còn gọi là PCOS. Rồi bây giờ nãy giờ thì cô cũng đã giới thiệu cho các bạn cơ bản một số vấn đề ha, vấn đề của hội chứng chuyển hóa, tập hợp các vấn đề hội chứng chuyển hóa và một số biểu hiện lâm sàng. Bây giờ làm thế nào để chúng ta chẩn đoán hội chứng chuyển hóa ha, như vậy thì hiện nay về mặt chẩn đoán, tiêu chuẩn chẩn đoán thì chúng ta sẽ thấy trên thế giới hiện nay nó có nhiều tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng chuyển hóa, bởi vì nó tùy thuộc vào cái đường hướng nghiên cứu của các cái tổ chức ha, và kết quả nghiên cứu ha, người ta đi ta nghiên cứu theo một những cái hướng khác nhau, do đó mà sẽ có những cái tiêu chuẩn chẩn đoán hơi khác nhau một chút. Thì qua bài hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các bạn là ba cái hội chứng, ba cái tiêu chuẩn mà chúng ta có thể gặp và thường dùng. Hôm nay là nhiều tiểu chức lắm, có nhiều nhiều cái tiêu chuẩn lắm từ trước tới giờ, nhưng mà từ khi mà Tổ chức Y tế Thế giới mà thống nhất hội chứng chuyển hóa cho đến nay đó, thì chúng ta sẽ thấy có khoảng cỡ
5 6 tiêu chuẩn, nhưng mà ở đây tôi lược ra ba cái tiêu chuẩn mà chúng ta thường gặp nhất. Nó xuất phát từ lịch sử của nó là như vậy đó. Và cái tiêu chuẩn này thì chúng ta lưu ý thấy nè, một người được chẩn đoán xác định hội chứng chuyển hóa theo WHO á, năm 1999 thì có tăng gluco máu nè, cái tiêu chuẩn đầu tiên bắt buộc. Vậy thì anh phải xét nghiệm tăng gluco máu lúc đó nha, G0 là tăng gluco máu lúc đó, hoặc là giảm dung nạp gluco là làm cái nghiệm phương pháp gì các bạn, dung nạp đường đó, người ta chưa tới chẩn đoán đái tháo đường nhưng mà họ có tình trạng giảm dung nạp gluco, hoặc đã được chẩn đoán đái tháo đường rồi, hoặc là người ta làm hội chứng đề kháng insulin để xác định dương tính bệnh nhân có hội chứng đề kháng insulin. Sau khi có đủ tiêu chuẩn này thì người ta xét đến 2 đến 4 tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất, tiêu chuẩn thứ nhất là thành tố, ta gọi chung ở bên trong này chúng ta gọi dưới đây là gọi là thành tố. Thành tố thứ nhất gọi là bệnh nhân phải được chẩn đoán béo phì với vòng bụng lớn hơn, vòng bụng chi vòng mông lớn hơn 85 ở nữ và lớn hơn 90 ở nam, không phải 90 ở nam. Già hoặc có nghĩa là cả hai tiêu chuẩn này có thể đạt được hoặc một trong hai tiêu chuẩn, hoặc BMI lớn hơn 30 kg trên mét vuông da. Thành tố thứ hai là bệnh nhân có rối loạn lipid máu với triglyceride lớn hơn 150. Già hoặc có nghĩa là gì? Có thể một trong hai chỉ số hoặc cả hai cũng được. Hoặc LDL-C dưới 40 mg/dL. Thành tố thứ ba đó là tăng huyết áp, với mức huyết áp đo được là lớn hơn hoặc bằng 140 trên 90, hoặc là bệnh nhân đã được chẩn đoán tăng huyết áp đang điều trị tăng huyết áp. Thành tố thứ tư đó là tiểu vi đạm niệu hay còn gọi là albumin niệu vi thể, với cái tiêu chuẩn chẩn đoán là hoặc là tiểu albumin với cái độ thanh thải lớn hơn 20 mg trên phút. Hoặc tỷ lệ albumin chia cho creatinine sao? Lớn hơn hoặc bằng 300 mg. Thì người ta làm lấy xét nghiệm nước tiểu á, lấy albumin chia cho creatinine ra cái tỷ lệ là lớn hơn hoặc bằng 30 trên 300 mg trên gram. Rồi như vậy thì chúng ta thấy cái tiêu chuẩn này, nhắc lại đây là cái tiêu chuẩn đầu tiên ha, mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra và thống nhất và có cái tên hội chứng chuyển hóa. Về lịch sử của hội chứng chuyển hóa thì chúng ta thấy trước đó nó có nhiều tên gọi như là hội chứng X, hội chứng Revan, nhưng mà từ khi mà người ta đặt cái tên là hội chứng chuyển hóa thì WHO là lần đầu tiên ha, công bố về tiêu chuẩn thống nhất trên toàn thế giới và đặt luôn cái tiêu chuẩn đặt tên đó là tiêu chuẩn hội chứng chuyển hóa, và từ đó tới nay là nó có cái tên luôn không thay đổi, đó là hội chứng chuyển hóa đó. Thì đây là một cái thành tựu rất là lớn của Tổ chức Y tế Thế giới. Rồi tuy nhiên cái tiêu chuẩn này thì khi mà những năm về sau đó tiếp tục người ta tiếp tục nghiên cứu về chứng chuyển hóa thì người ta thấy có một số vấn đề bất cập, một số vấn đề bất cập ví dụ như hội chứng đề kháng insulin rất là khó làm thực hiện trên cộng đồng. Thứ hai nữa là về sau này người ta thẳng thấy là cái bệnh nhân tiểu vi đạm niệu đó nó không có đại diện cho dân số của hội chứng chuyển hóa, nó chỉ là cái gì, yếu tố đi kèm có sự gia tăng chứ nó không phải là một cái vấn đề lớn trong hội chứng chuyển hóa, cho nên sau này người ta không thống nhất về hội chứng chuyển hóa, hội chứng WHO của WHO. Do vậy mà đến năm 2001 thì trong một cái hội nghị quốc tế rất là lớn ở Mỹ, cái hội nghị này nó có chương trình, nó có tên là NSAID ha, hội nghị NSAID ATP, nhưng mà ở cái bảng số 3 thì người ta đưa ra cái tiêu chí chẩn đoán hội chứng chuyển hóa, cho nên cũng xuất phát từ lịch sử đó mà họ có cái tên chẩn đoán gọi là hội chứng chuyển hóa của NSAID-ATP, nó thì là viết tắt của những cái từ này nè, và ý nghĩa lịch sử của nó là cái tên của cái hội nghị đó, chương trình hội nghị đó đó, rồi ta gắn luôn với cái tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng chuyển hóa luôn. Và cái tiêu chuẩn này nó ra đời vào năm 2001 ha. Người ta nói là một cái người được chẩn đoán xác định có hội chứng chuyển hóa thì có ít nhất 3 trong 5 thành phần sau đây. Thứ nhất là bệnh nhân béo dạng nam, béo dạng nam với vòng bụng lớn hơn 102 và đối với nam và lớn hơn 88 đối với nữ.
À, thành tố thứ hai nữa là họ tăng, có tăng triglyceride và giảm HDL, thì hai cái tiêu chuẩn này cũng giống như của hưu, nhưng mà tuy nhiên họ phân biệt giữa nam với nữ khác nhau. À, thứ ba là có tăng huyết áp, tăng huyết áp với huyết áp tâm trương ha, lớn hơn 130 hoặc bằng 130, hoặc huyết áp tâm thu từ 85 mg thiên thần trở lên, hoặc bệnh nhân đang được điều trị tăng huyết áp và gluco là lớn hơn 110 mg phần trăm, hoặc là lớn hơn 6,1 mmol, hoặc đang điều trị đái tháo đường thứ hai. Thì chúng ta thấy cái tiêu chuẩn của ATP3 này rõ ràng nó rất là đơn giản, nó rất là dễ thực hiện, có thể thực hiện trong cộng đồng ha. Và chúng ta rất là dễ thực hiện, chỉ cần là gì, không cần đòi hỏi các cái kỹ thuật cao gì hết. À, chỉ cần chúng ta chỉ có một ống nghiệm xét nghiệm bộ mỡ, bắt đầu gác cho nha, rồi xét nghiệm đường huyết là được rồi. Và cái tiêu chí này nó có thay đổi là về béo béo phì với bụng á, thì họ chỉ cần đo vòng bụng thôi, 102 và 88, chứ không cần BMI. Rồi huyết áp thì ở hưu là lớn hơn 140, thì này ta họ nói là 130. À, họ nghiên cứu và đưa ra cái kết luận vậy. Về đường máu thì tiêu chuẩn đường máu á, là nó chỉ nằm trong cái thành phần chung á, thành tố chung thôi, cái chuyển hóa, chứ không có nào phải là một cái tiêu chuẩn bắt buộc cho mình cái chuyển hóa. Tuy nhiên nó cũng có một cái vấn đề nữa, khi người ta nghiên cứu và chứng chuyển hóa thì người ta thấy về sau này, người ta thấy cái vai trò quan trọng nhất của béo bụng đó ha, là cái yếu tố mà đóng vai trò then chốt trong hội chứng chuyển hóa. Thì như vậy từ một cái béo bụng này, nó mới dẫn đến cái rối loạn một số các yếu tố nguy cơ tim mạch, nó mới dẫn đến hội chứng chuyển hóa. Và người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng ở những cái bệnh nhân mà không có béo bụng, ví dụ như là một bệnh nhân tăng huyết áp, thì ở một bệnh nhân đái tháo đường, một bệnh nhân đái tháo đường thứ hai, thì dần dần họ cũng có một cái tình trạng rối loạn lipid máu, và họ có kèm theo cái bệnh cảnh tăng huyết áp, nó đi song hành như vậy. Thì cái này là chẳng qua cái tình cờ nó đi chung với nhau. Thì như vậy thì nếu như một cái người mà có đái tháo đường mà không có béo bụng, không có béo phì dạng nam, không có béo bụng, thì những người như này nè, họ không phải là hội chứng chuyển hóa, cho nên họ cũng cảm thấy cái tiêu chuẩn này nó cũng có phần đúng, nhưng mà nó cũng có phần chưa hợp lý. Và tương tự như vậy thì vào năm 2002, thì các nhà hiệp hội nội tiết lâm sàng của Mỹ á, họ cũng đưa ra những cái tiêu chuẩn chính. À, họ cũng không thống nhất cái tiêu chuẩn chẩn đoán của hưu và của SHTV3 nữa. Mà họ nói với tôi là những cái bệnh nhân nào mà có hai tiêu chuẩn chính và một tiêu chuẩn phụ thì coi như có hội chứng chuyển hóa. Ví dụ bệnh nhân hội chứng đề kháng insulin nè, có BMI, xin lỗi, một tiêu chuẩn chính là hai tiêu chuẩn phụ, có BMI lớn hơn 55 mg trên kg nè, bệnh nhân có rối loạn lipid máu nè, ha, có huyết áp tăng nè, có rối loạn đường huyết đói hay đái tháo đường thứ hai và tăng acid uric nè. Đó, đây là các cái tiêu chuẩn chính nè. Bây giờ tiêu chuẩn phụ nè, bệnh nhân có tình trạng tăng đông nè, albumin niệu vi thể hơn chín chứng đa nang, bệnh mạch chành, rối loạn chức năng là mạch máu. Đó, thì những họ chia ra tiêu chuẩn chính, tiêu chuẩn phụ. Như vậy thì chỉ cần thỏa mãn các cái tiêu chuẩn chính phụ theo quy định của họ thì được xem là hội chứng chuyển hóa. Rồi tiêu chuẩn này, cái tiêu chuẩn này thì ít cái được sử dụng các bạn nha. Tương tự như vậy, cái này của Hội Quốc gia Truyền máu Hoa Kỳ, cái này tôi nói thêm như bạn thôi. Đến năm 2005, trong một cái hội nghị quốc tế rất là lớn của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới, viết tắt là IDF, thì người ta họp một cái cuộc họp bao gồm tập hợp các cái chuyên gia đầu ngành về nội tiết chuyển hóa tim mạch, và họ tập hợp về, họ phân tích các cái số liệu dữ liệu từ các cái nghiên cứu lớn nha, từ các nghiên cứu lớn trước đó, và họ thống nhất với nhau, họ đưa ra một tiêu chí chẩn đoán hội chứng chuyển hóa. Và cái tiêu chí này nó cũng dựa trên những cái cơ sở bệnh sinh và những cái kết quả người ta nghiên cứu được, thì mình đưa ra một cái tiêu chuẩn chẩn đoán như sau. Một cái người nào đó muốn được chẩn đoán hội chứng chuyển hóa thì người đó phải đầu tiên là phải có sự gia tăng vòng bụng trước đó. Chỉ là người nào mà có ví dụ đái tháo đường, tăng huyết áp, có rồi biết báo qua đủ ba tiêu chuẩn đó, nhưng mà không có tăng vòng bụng thì cũng không được, không chẩn đoán được hội chứng chuyển hóa. Thì đây là một cái điểm khác biệt đối với cái tiêu chuẩn chẩn đoán của hội chứng chuyển hóa theo IDF 2005, nó khác với những cái tiêu chuẩn trước đó. Như vậy thì có dòng bụng rồi mới cộng thêm hai tiêu chuẩn, ít nhất là hai tiêu chuẩn.
có thể có 3 tiêu chuẩn cũng được, 4 tiêu chuẩn cũng được, nhưng mà phải tăng vào bụng trước. Rồi các cái thành tố này nè, các cái thành tố hồi chứng chuyển hóa này nó xếp theo thứ tự 1, 2 và 4 luôn. Thứ nhất là phải tăng triglyceride máu đó. Thứ hai là HDL dưới 40 ở nam và dưới 50 ở nữ. Thứ ba là tăng huyết áp, huyết áp lớn hơn 185, 130 trên 85, và đang điều trị thuốc tăng huyết áp ở bệnh. Rồi thành tố thứ tư nữa là đường máu là còn có 5.7 chứ không phải là 6.1 giống như của ATP3, hoặc là đã được điều trị đái tháo đường tiếp 3, tiếp 2, đang điều trị đái tháo đường tiếp 2 trước đó. Như vậy thì người ta thấy là cái tiêu chí của IDM này nè, người ta chứng minh được rằng cái dòng bụng này nè, nó thay đổi theo chủng tộc nó, và người ta đưa ra một cái bảng tiêu chí, cái bảng mà về cái dòng bụng cho từng chủng tộc đó. Mà trước đó thì các cái tiêu chuẩn trước của chúng ta thấy tiêu chuẩn của TP3, dòng bụng nó tới 102 nam nữ. Dòng bụng này mình lấy, nếu mà lấy cái tiêu chuẩn này mà áp dụng cho người châu Á thì thật ra nó không có phù hợp. Cho nên đây cũng là một cái khuyết điểm của anh sách ATP3. Nhưng mà sau đó khi mà có cái tiêu chí chẩn đoán của IVF 2005 á, thì bắt đầu họ mới áp dụng cái dòng bụng theo cái cách tính của IVF 2005, và người ta loại được các cái thành phần mà hội chứng chuyển hóa nó là không có thuần túy, nó không đúng tức là cái tiêu chí này, và nó giải quyết được các cái vấn đề mà người ta chưa thỏa mãn của các cái tiêu chuẩn chẩn đoán trước. Nó như vậy thì IVF 2005 nó ra đời sau cùng nhất và nó được người ta đồng thuận nhiều nhất, và nó được nó giảm được các cái khuyết điểm, tức là nó loại được những các vấn đề mà người ta còn thắc mắc vướng mắc ở cái tiêu chí chẩn đoán của các cái hội chứng tiêu chí chẩn đoán của hội chứng chuyển hóa mà chúng ta vừa nói, ví dụ như là của ATP3 hay là của HUG. Và trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới này, của IDF này, một lần nữa họ xác định về các thành tố hội chứng chuyển hóa. Nó gồm có bốn cái thành phần sau đây, gồm có béo phì dạng nam, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp và tăng đường huyết. Đó, bây giờ người ta giải thích trong cái IDF 2005 này, người ta giải thích từng thành tố một, tại sao là tôi phải lựa chọn bệnh nhân béo phì dạng nam là hàng đầu. Đó, tại sao chọn dòng bụng là tiêu chí hàng đầu, là tiêu chí kiên quyết trong hội chứng chuyển hóa, và người ta giải thích luôn tại sao mà tôi phải chọn cái dòng bụng nó có ưu thế gì hơn so với BMI không. Thì người ta giải thích như thế này: đây, tình trạng béo bụng dạng nam này các bạn, có bụng dạng nam có hình ảnh quả táo nè, mỡ nó tập trung với dòng bụng, nhưng mà trong hội chứng chuyển hóa thì thông qua cái dòng bụng này các bạn, thông qua cái đo dòng bụng này để người ta tính được cái khối lượng ở trong, người ta tìm ra được cái mối tương quan giữa cái dòng bụng của mình và cái khối lượng mỡ. Thì sau khi mà nghiên cứu về hội chứng chuyển hóa đó, thì về sau này người ta xác định thêm cái vai trò cái lượng mỡ trong ổ bụng của chúng ta đó. Lượng mỡ trong ổ bụng là mỡ này nè các bạn, là lượng mỡ này nè, đây là mỡ này nè ha, đây là lượng mỡ trong ổ bụng đó. Thông qua những cái nghiên cứu đó, thì người ta phát hiện ra lượng mỡ trong ổ bụng chúng ta nó là một cái cơ quan nội tiết. Trước đây thì người ta nghĩ mỡ ổ bụng này á, nó chỉ là cái gì các bạn, nó chỉ là một cái nơi để tích lũy năng lượng cho cơ thể thôi nha, tích lũy năng lượng cho cơ thể khi chúng ta ăn nhiều ăn thừa năng lượng thì nó tích lũy, khi cần thì lấy ra để nó xài ha. Nhưng mà từ khi nghiên cứu hội chứng chuyển hóa, người ta thấy tại sao những cái người béo này nè, trong máu họ xuất hiện rất là nhiều chất mà ở người bình thường không có béo thì nó không có, thì dần dần người ta tìm hiểu nguồn gốc của cái chất nó xuất hiện, nó gia tăng, nó làm thay đổi chuyển hóa, thì người ta thấy là do cái bào mỡ trong nội tạng này nó gia tăng. Đó thì cũng từ cái nghiên cứu này người ta mới xác định lại, người ta phát hiện ra cái mỡ trong ổ bụng chúng ta nó là cơ quan nội tiết, nó tiết ra bình thường nó tiết ra nhiều chất lắm, nó tiết ra nào là chất adiponectin để điều hòa chuyển hóa ha, chuyển qua đường, chuyển qua mỡ ha,
rồi nó cũng mô mỡ không tiết ra angiotensin nhưng mà để điều hòa huyết áp với lượng nhỏ thôi, nó không tiết ra androgen estrogen ha, rồi nó cũng tham gia vào cái gì, nó cũng tham gia vào về nội tiết đó, bên cạnh đó nó cũng tiết ra những cái chất tiền viêm vân vân, các interleukin để nó tham gia vào vai trò chống viêm cơ thể và tự và miễn dịch của cơ thể. Nhưng mà khi ở một cái người béo phì đó thì cái khối lượng của tế bào mỡ trung tạng nó tăng lên tăng lên tăng lên nhiều hơn thì nó sẽ thay đổi nhiều chất, nó thay đổi tiết, nó làm cho cái tỷ lệ da tiết các cái chất này nó bị thay đổi, nó dẫn đến một số hậu quả vô, ví dụ như là khi mà mô mỡ nhiều lên thì nó tiết nhiều chất angiotensinogen, đây là chất gây co mạch. Như vậy thì khi mà gia tăng chất angiotensinogen nó sẽ làm cho bệnh nhân tăng huyết áp. Nó khi mà mô mỡ gia tăng nó tiết nhiều chất leptin, đây là cái chất mà nó làm cho cái insulin đó không có gắn được trên các tế bào, cho nên là nó không có đẩy đường cho tế bào sử dụng, nó làm tình trạng đề kháng, nó xuất hiện tình trạng đề kháng insulin. Và khi đề kháng insulin thì tế bào mỡ, tế bào cơ giảm sử dụng ha, giảm sử dụng đường, thì như vậy nó làm đường tăng lên. Hậu quả nếu bệnh nhân kết hợp với tình trạng mà giảm suy giảm chức năng tế bào beta đầu tiên nữa thì bệnh nhân sẽ gây một tình trạng đái tháo đường, và khi như vậy thì nó sẽ dẫn đến một cái hậu quả trước mắt chúng ta thấy là nó rối loạn chuyển hóa đường, nó tăng dung nạp đường, rồi nó tăng đường lúc đó tăng đường với sơ ăn và dẫn đến đái tháo đường. Như vậy là nó làm mất cân bằng cái chuyển hóa năng lượng, như vậy bệnh nhân càng dễ béo hơn ha. Rồi và khi mà mô mỡ nó gia tăng thì nó giảm tiết cái chất adiponectin là một cái chất đối kháng leptin. Chất adiponectin nó có vai trò rất là quan trọng trong chuyển hóa về năng lượng cơ thể. Những cái người càng gầy thì adiponectin từ mô mỡ nó tiết ra càng nhiều để giúp cho tế bào sử dụng đường, sử dụng mỡ tốt hơn, để cho tế bào được phát triển bình thường. Như vậy thì adiponectin nó tiết ra nhiều, cho nên cái người mà chúng ta thấy những cái người gầy ít có bị đái tháo đường là vậy. Còn người béo thì chất leptin này nó tiết ra nhiều, như vậy nó làm đề kháng insulin cho nên rất dễ bị đái tháo đường. Bên cạnh đó mô mỡ nó tăng lên, mỡ trong tạng nó tăng lên, nó tăng tiết các yếu tố tiền viêm, cho nên chúng ta sẽ thấy trong máu nó xuất hiện các yếu tố viêm, và khi mà có các yếu tố tiền viêm thì nó sẽ kích hoạt quá trình viêm, mà viêm ở đâu các cái chất viêm này nó sẽ lưu hành trong máu và nó kích hoạt cái quá trình viêm thì nó sẽ gây viêm cái gì các bạn, nó gây phản ứng viêm của các cái nội mạc mạch máu, làm tổn thương nội mạc mạch máu. Như vậy thì cô giải thích tại sao bệnh nhân bị hội chứng chuyển hóa rất là dễ bị tổn thương nội mạc mạch máu ha các bạn ha, bị rối loạn nội mạc mạch máu và họ rất là dễ bị gì rối loạn nhận mạch. Bên cạnh đó nha, ngoài nó tiết ra các cái cytokine mỡ nó gây viêm, rồi nó yếu nó tiết ra một số chất nó gây tăng đông và nó làm tăng quá trình cái tập tiểu cầu, rồi nó sẽ làm tăng nó làm giảm cái tình trạng dọn dẹp cái cục máu đông trong lòng mạch đó, và nó tiết một số chất mà chúng ta thấy còn đang nghiên cứu, và nó gây rối loạn miễn dịch, nó tiết một số chất nó gây rối loạn miễn dịch vân vân, thì nó dẫn đến một cái hậu quả của cái bệnh cảnh của chúng ta. Chúng ta thấy đó là gia tăng các yếu tố nguy cơ tim mạch, ví dụ đái tháo đường, gia tăng vô sinh ha các bạn nha, rồi gia tăng nguy cơ tần suất mắc bệnh ung thư, rối loạn chuyển hóa mỡ và rất là dễ bị đái tháo đường, rồi gia tăng các bệnh lý tim mạch. Như vậy thì hậu quả của cái bệnh cảnh này nó sẽ hậu quả của tình trạng mà gia tăng cái mô mỡ này, gia tăng cái dòng bụng, gia tăng mô mỡ trong tạng, nó sẽ dẫn đến các cái bệnh lý về chuyển hóa và tim mạch. Vậy thì cô đã giải thích xong về cơ chế của hội chứng chuyển hóa. Thì đây là cái mô hình để biểu diễn cái hoạt động của chất adiponectin trong mô mỡ tiết ra. Adiponectin nó được gọi là một cái cytokine cho tế bào mỡ được tiết ra, và adiponectin là cái chất mà nó điều hòa chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta đó. Thì adiponectin nó tiết ra với mục đích là, ở đây là các bạn nhìn cái mô hình, đây là mô hình về mặt hoạt động ha, hoạt động chuyển hóa năng lượng tế bào này, đây là cái đường này, là đây là cái gì các bạn, cái màng tế bào nè, ở trên màng tế bào này có rất là nhiều cái receptor, trong đó có hai receptor của mô mỡ và receptor để nó sử dụng đường đó. Thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái adiponectin do tế bào mỡ nó tiết ra thì nó hiện diện ở các cái mô trong mô tế bào,
Khi mà có mặt có chất adiponectin thì nó gắn kết lên, cái mô mỡ nó sẽ giúp cho cái receptor này nè, nó sẽ tăng cường hoạt động lấy mỡ từ ở ngoài màng tế bào nè đi vào trong màng tế bào để cho tế bào sử dụng, đặc biệt là các axit béo tự do, để cho các tế bào sử dụng để tạo năng lượng chuyển hóa cho tế bào. Nó có mặt có chất adiponectin thì chúng ta thấy insulin á, các tế bào mà muốn sử dụng được được đường á, chúng ta sẽ thấy phải có mặt của insulin, nó gắn trên cái receptor của insulin này nè ha. Vậy là dưới sự tác dụng của cái adiponectin này, nó sẽ làm cho insulin nó gắn trên cái receptor trên bề mặt tế bào dễ dàng hơn, và khi mà có insulin gắn vô thì nó sẽ mở cái kênh này, nó mở cái kênh này nè, nó mở cái kênh thu nhận đường này, là nó sẽ lấy đường từ ở ngoài tế bào vào và để cho cơ tế bào dễ dàng sử dụng. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy adiponectin nó là một cái chất mà nó có tác dụng làm giảm đề kháng insulin, nó ức chế được quá trình viêm khi có mặt của cái adiponectin, mà nó thúc đẩy quá trình oxy hóa mỡ nè, nó tăng cường tế bào sử dụng mỡ và sử dụng chất béo và tăng cường sử dụng đường. Cho nên người nào có adiponectin nhiều thì nguy cơ tiểu đường ít, mà người nào có adiponectin nhiều là những người càng gầy, mô mỡ càng ít, mỡ trong ổ bụng càng ít thì adiponectin càng nhiều. Ngược lại với adiponectin, nó là leptin, nó sẽ được tiết ra rất nhiều ở những cái người béo phì, đặc biệt là những người bụng càng to thì chất leptin nó tiết càng cao. Như vậy thì khi mà leptin nó tiết càng cao thì nó sẽ làm gì các bạn? Nó làm đề kháng insulin và nó làm giảm sử dụng đường, giảm sử dụng mỡ, và như vậy thì mỡ nó làm cho mỡ trong máu nó sẽ tăng cao, nó tế bào giảm sử dụng thì mỡ trong máu nó tăng cao, nó sẽ lắng đọng. Chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh và trong mạch máu mỡ nó nhiều, nó sẽ lắng đọng, nó lắng đọng ở lớp nội mạc, mạch máu nó tích tụ lại và nó tạo thành một cái mảng xơ vữa. Chúng ta sẽ thấy nó tạo thành mảng xơ vữa và dần dần mảng xơ vữa thì nó nhô vào trong lòng mạch và nó gây hẹp. Nếu nó hẹp nhiều là chúng ta sẽ thấy nó tắc mạch ở đây, cộng với bệnh nhân béo phì và tăng đông là tự động nó tắc ở đây, hoặc là cái mảng xơ giữa nó căng nhiều quá, nó hẹp nhiều quá mà nó mỏng, cái bao xơ này nó mỏng đi nè, cái bao xơ này nó mỏng đi thì nó sẽ vỡ ra và nó sẽ làm sao nó nứt cái bản xơ vữa và nó sẽ hình thành cục máu đông ở đây, chúng ta gọi là nhồi máu. Nếu đây là mạch vành thì chúng ta gọi là nhồi máu cơ tim, mà nếu mà mạch máu thì chúng ta gọi là nhồi máu não, mà động mạch ngoài biên thì chúng ta gọi là tắc mạch ngoài biên. Và bên cạnh đó người ta thấy những cái bệnh nhân mà nếu như bệnh nhân đã những cái bệnh nhân hồi chuyển hóa mà có kết hợp với béo phì nữa thì nó càng gia tăng mắc cái bệnh lý tim mạch nhiều hơn. Bởi vì bản thân cái người béo có phì á, thì có thể bị rối loạn lipid máu, nó lại yếu tố nguy cơ tim mạch. Béo phì là mô mỡ nó nhiều thì mỡ tạng nó cũng nhiều, nó sẽ gây một tình trạng đề kháng insulin mà mình giải thích nãy giờ đó nha. Rồi béo phì thì nó sẽ làm rất là dễ tăng huyết áp. Ở cái người béo phì nó có nhiều cái cơ chế nó tác động nó làm tăng huyết áp, như vậy nó cũng là yếu tố nguy cơ tim mạch. Và đặc biệt là người béo phì các bạn mà mắc hội chứng chuyển hóa, và những người béo phì mà nhiều, họ có một cái bệnh cảnh thường gặp đó là bệnh nhân bị ngưng thở khi ngủ, thì đây là yếu tố nguy cơ tim mạch. Ban đêm họ ngủ nó họ bị một tình trạng là ngưng thở, như vậy thì nó sẽ làm cho nồng độ oxy trong máu nó giảm xuống, nó sẽ làm giảm oxy não này. Thứ hai nữa là giảm oxy cơ tim, cho nên bệnh nhân rất là dễ bộc phát các bệnh lý tim mạch về đêm, đặc biệt là bệnh nhân hay có bị đột tử. Bây giờ để đo dòng bụng chính xác thì trong cái tiêu chuẩn của hội chứng chuyển hóa của IVF này, họ hướng dẫn cho mình sử dụng cái đo dòng bụng. Và như vậy thì chúng ta đo dòng bụng ở đâu để chính xác nhất? Mục đích đo dòng bụng ra để làm gì? Đo dòng bụng là người ta để đánh giá cái lượng mỡ ở trong ổ bụng, và đo vị trí nào để chúng ta đánh giá lượng mỡ bụng tốt nhất? Thì họ thực hiện một cái nghiên cứu là gì? Họ kết hợp với siêu âm, họ đo từ ở chỗ xương sườn số 12 dài dài xuống vào chậu, họ tìm một cái vị trí nào đó mà có cái để đo được cái lượng mỡ trong ổ bụng chúng ta thích hợp nhất. Và bên cạnh đó họ kết hợp với họ rút máu, họ rút máu để coi họ ứng với cái dòng bụng này tăng bao nhiêu thì trong máu những cái cytokine trong mô mỡ nó tiết ra, nó sẽ gây hội chứng chuyển hóa, và người ta tìm được một cái vị trí thích hợp cũng như là một cái con số thích hợp để chúng ta xác định những cái bệnh nhân có dòng bụng như vậy thì lượng mỡ tạng đủ lớn để gây hội chứng chuyển hóa.
Thì đó là ý nghĩa của cái chuyện đo vòng bụng. Bây giờ đo vòng bụng ở đâu? Có phải là ở rốn không? Có người thì chúng ta sẽ thấy đo vòng bụng nếu đúng theo tiêu chuẩn đó, có người thì trên rốn, có người ở dưới rốn, có người ngay rốn. Nhưng mà làm sao để đo một cách chính xác nhất à, cái để đánh giá lượng mỡ tạng thì người ta đã đưa ra, qua nghiên cứu người ta đã đưa ra cho chúng ta cái cách đo chính xác nhất, đó là trung điểm ha. Chúng ta đo cái vòng bụng ngang qua trung điểm với xương sườn số 12 và vào chậu. Cái cách xác định xương sườn số 12 là chúng ta thấy ở cái đường đường nách trước đó các bạn kéo thẳng xuống ha, đường nách trước chúng ta kéo thẳng xuống và chúng ta đụng đến một cái xương sườn cuối cùng là chóp xương sườn 12. Sau đó chúng ta tiếp tục ha, chúng ta kéo xuống ở nơi mà cái điểm cao nhất của cái xương chậu thì chúng ta gọi là mào chậu đó, ở đây là điểm cao nhất là xương chậu, là mào chậu. Bây giờ chúng ta xác định hai cái mốc đó, rồi chúng ta xác định hai mốc đó thì chúng ta lấy điểm giữa của hai cái mốc là xương sườn 12 và mào chậu ha, thì chúng ta sẽ dùng cái thước dây đo vòng qua điểm giữa à, điểm giữa của xương sườn 12 và mào chậu đó, và chúng ta đo đây, chúng ta đánh giá cái gì các bạn, đánh giá vòng bụng và đo cuối kỳ thì thở ra đó, cái cách mà bệnh nhân đứng như thế này, đứng hai chân dang ra và đo ở cuối thì thở ra, thì chúng ta sẽ đánh giá được cái vòng bụng chính xác. Nếu hít vào nha, bệnh nhân phình ra cái là chúng ta thấy nó chênh lệch 2-3 cm là nó không phù hợp, phải phải đo ở cuối thì thở vào. Bệnh nhân cũng không nên hóp bụng đó, mục đích là đo ở vị trí đó chúng ta sẽ đánh giá được cái khối lượng mỡ trong nội tạng này nè, chứ không phải mỡ ngoài vòng bụng ra đâu hết các bạn. Cái này là lớp mỡ ở ngoài đây nè, là chúng ta gọi là lớp mỡ với da bụng, nó không có liên quan gì đến hội chứng chuyển hóa hết, mà cái lớp mỡ trong nội tạng này nó mới liên quan đến hội chứng chuyển hóa. Lớp mỡ trong nội tạng này nó mới tiết ra những cái chất mà nãy giờ cô vừa phân tích cho các bạn đó. À, như vậy thì người ta so sánh với siêu âm và người ta thấy rằng là so sánh với siêu âm là ở đứng ứng với vị trí từ xương sườn 12 đến mào chậu, thì người ta thấy ứng với cái chỗ mà điểm giữa của xương sườn 12 và mào chậu thì đánh giá chính xác nhất cái lượng mỡ tạng. Và bên cạnh đó thì người ta sẽ đo từ 80 90 80 81 dần 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 à, cho từng chủng tộc người ta xác định à, cái người châu Á của mình ở cái vòng bụng 90 à, những người châu Á ví dụ dân tộc Việt Nam mình sẽ lấy cái tỷ lệ của người châu Á nè, ứng nhất cái vòng bụng 90 gốc máu người ta thấy bắt đầu nó có biểu hiện bất thường về các cái chất ở trong máu hay tiết ra từ bộ mỡ trong máu trên hội chứng chuyển hóa đó, thì người ta lấy mốc là 90 và người nữ là ở cái mốc là 80, thì người nữ qua vòng bụng mà trên 80 là nếu mà có kèm theo rối loạn đường máu và tăng huyết áp vân vân và rối loạn lipid máu, chúng ta kết luận có hội chứng chuyển hóa nha. Như vậy thì cô giải thích xong tại sao trong hội chứng chuyển hóa của IDF để chọn vòng bụng là gì, vòng bụng là nó quyết định hết mọi vấn đề ha, của hội chứng chuyển hóa. Rồi từ cái vòng bụng nó rối loạn mô mỡ đó nó mới dẫn đến rối loạn lipid máu ha, dẫn đến đề kháng insulin và rối loạn lipid máu. Vậy nhưng mà trong hội chứng chuyển hóa đó thì người ta chỉ lấy cái tiêu chuẩn của triglycerides và HDL mà người ta không lấy LDL, vì sao vậy? Thì người ta cũng thông qua nghiên cứu người ta thấy hầu hết bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa người ta có tăng triglycerides và giảm HDL, còn LDL tăng có thể tăng ít tăng nhiều thì cũng là hậu quả của rối loạn chuyển hóa nhưng không quan trọng bằng HDL và triglycerides. Thì người ta giải thích như thế này, trong rối loạn hội chứng chuyển hóa đó thì rối loạn lipid máu là một yếu tố nó không thể tách rời trong hội chứng chuyển hóa, và trong đó hai thành phần quan trọng một lần nữa ta xác định là tăng triglycerides và giảm HDL cholesterol. À, mà người ta thấy là vai trò của tăng triglycerides nó cũng được xem là yếu tố nguy cơ tim mạch ở những cái bệnh nhân mà mắc hội chứng chuyển hóa, mà tăng triglycerides thì nó cũng có nguy cơ cao giống như là cũng như là tăng LDL. Thì người ta giải thích như thế này, tại sao là bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa thì tăng triglycerides và giảm HDL là tại vì do vấn đề đề kháng insulin. Khi mà đề kháng insulin thì nó sẽ có tình trạng là gì các bạn? Khi mà insulin mà nó hoạt động đầy đủ á, ha, thì nó sẽ tế bào nó sẽ tăng cường thu nhận gluco, ha, nó tăng cường thu nhận gluco
và mô mỡ cũng tăng cường thu nhận gluco. À, nhưng mà khi mà insulin mà có đề kháng là nó ngược lại, là nó sẽ tình trạng là tế bào ở mô cơ nó sẽ giảm thu nhận gluco ra, và ở mô mỡ thì nó có tình trạng tăng ly giải, tăng ly giải mô mỡ và nó sẽ phóng thích các axit béo tự do. Như vậy thì khi mà bệnh nhân có đề kháng insulin thì nó sẽ làm gia tăng triglyceride, nó tạo nhiều cái axit béo tự do và nó do nó tăng ly giải mô mỡ. Thì chúng ta học cái bài đó lọc lưới máu rồi, triglyceride ha, khi mà nó ở trong mạch máu nhiều dưới tác dụng của men lipo rồi protein lipa, nó sẽ tạo thành các axit béo tự do. Thì ở bệnh nhân bị hội chứng chuyển hóa do tình trạng đề kháng insulin nó tăng ly giải mô mỡ thì nó sẽ phóng thích nhiều triglyceride, nó dẫn đến tăng axit béo tự do trong lòng mạch. Giai đoạn đầu nó sẽ tăng axit béo tự do trong lòng mạch, và khi mà axit béo tự do mà tăng lòng mạch thì chúng ta biết rồi, nó sẽ tăng nguy cơ xơ vữa và nó sẽ gây nguy cơ là gì, mỡ trong máu mà à. Nó không đâu có tan trong nước thì cơ thể chúng ta phải dọn dẹp mà các cái axit béo tự do này bằng cách là nó sẽ tải về gan. Đó, như vậy đề kháng insulin nó ở tế bào mỡ tăng, tế bào mỡ nó sẽ làm tăng axit béo tự do ha. Như vậy thì nó sẽ tải các cái axit béo tự do này trở về gan. Đó. Về gan, gan làm gì, gan nhiệm vụ của nó là gì, nó sẽ mình học cái rối loạn lipid máu hôm trước rồi, thì nó kéo về đây là nó sẽ gia tăng tổng hợp và nó đưa vô cái thể chuyên chở, nó đưa các cái axit béo này nó tổng hợp lại thành triglyceride và nó đưa vô vào cái lõi của các cái lipoprotein. Đó. Như vậy thì nó sẽ dẫn đến là gia tăng tổng hợp nhiều những cái lipoprotein có thị trọng rất là thấp. Bởi vì những cái lipoprotein có thị trọng rất là thấp chủ yếu là nó chứa triglyceride. Đó, nó chứa triglyceride để mà nó mang triglyceride này. Như vậy thì gan nó sẽ tổng hợp rất là nhiều những cái lipoprotein có thị trọng rất là thấp, chủ yếu là mang những cái triglyceride và những cái cholesterol có thị trọng thấp. Và khi mà nó kéo về thì nó gia tăng tổng hợp, như vậy thì nó sẽ bị tích lũy ở gan. Thì gan nó sẽ có tình trạng là gan nhiễm mỡ. Và khi mà nó tích lũy nhiều, nó tổng hợp nhiều thì nó cũng phải thải ra máu nhiều, nó cũng bài tiết ra máu nhiều, nó bài xuất ra máu nhiều. Như vậy thì nó làm gia tăng cái lượng lipoprotein có thị trọng thấp trong máu. À, hãy nó kéo cái bảng axit uric gì, ô xin lỗi, cái axit béo tự do này về thì nó sẽ tăng thải những cái lipoprotein có thị trọng thấp để nó chứa các cái axit béo này nè ha, các cái axit béo này nằm bên trong lõi này. Như vậy thì hậu quả là sao? Nó tăng tiết VLDL trong máu. Khi mà VLDL trong máu cao là những cái lipoprotein có thị trọng thấp trong máu nó cao, thì đây là cũng là một cái chất sinh xơ vữa. Như vậy cơ thể chúng ta phải điều hòa chuyển hóa bằng cách là gì, nó sẽ kích thích trong máu, nó sẽ kích thích một cái tình trạng chuyển hóa ngược những cái lipoprotein có thị trọng thấp này nè, thông qua cái men sept nè, nó sẽ trao đổi với HDL là những cái mỡ hạt mỡ to tốt nè, để nó trung hòa, để nó giảm được cái nguy cơ sinh xơ vữa và nguy cơ lắng đọng những cái hạt mỡ nhỏ từ những cái lipoprotein có thị trọng thấp này nè. Cho nên cơ thể chúng ta trung hòa như vậy. Và khi mà HDL nó sẽ trao đổi, nó trung hòa với VLDL là những lipoprotein có thị trọng thấp, lipoprotein có thị trọng cao nó sẽ trao đổi và nó trung hòa những cái lipoprotein có thị trọng thấp. Và khi mà nó trung hòa nhiều như vậy thì nó dẫn đến hậu quả là gì? Nó bị giảm HDL. HDL tình trạng là gì? Gia tăng thói trung hòa thì nó sẽ gia tăng thói biến, nhưng thì nó sẽ làm giảm. Ngược bạn là gì, giảm hết. Giai đoạn đầu á thì cái cơ chế điều hòa chuyển hóa lipid, nhưng mà dần dần khi mà VLDL nó càng tăng thì HDL nó sẽ trở nên nó và hậu quả khi giảm HDL các bạn nguy cơ. Các bạn chúng ta sẽ thấy khi mà những cái
Vô protein có tỷ trọng nó thấp, nó lưu hành trong máu thì nó sẽ bài xuất rất là nhiều những cholesterol có tỷ trọng thấp. Đây là những cái hạt mỡ nhỏ mà chúng ta sẽ thấy nó sẽ đắm vào mặt. Đây là những cái tế bào nội mặt mạch máu nè, nó có những cái khe vào thành mạch đó. Có thể chúng ta sẽ có cái phản ứng bằng cách làm gì? Các cái tế bào đại thực bào nó đến, nó thấy đây là những cái hạt mỡ nằm đúng nằm sai vị trí, là các đại thực bào nó chui theo, nó ăn những cái hạt mỡ, rồi sau đó nó sẽ phóng thích các cái men này, các cái men từ trong cái đại thực bào này ra. Rồi các cái con đại thực bào này nó đang sau khi ăn hạt mỡ thì nó sẽ chết rồi nó sẽ tạo thành những cái tế bào mà chứa cái không bào, chúng ta gọi là tế bào bọt. Rồi nó sẽ tích lũy dần và từ từ nó hình thành nguyên một cái mảng xơ vữa theo năm tháng, và nó sẽ nhô lên trong lòng mạch máu. Đó, như vậy thì chúng ta gọi đó là, đây là cái cơ chế hình thành mảng xơ vữa nha các bạn nha. Như vậy thì đối với những bệnh nhân mà mắc hội chứng chuyển hóa đó, khi mà có gia tăng những cái lipo rồi cộng thấp rất thấp, là những cái hạt mỡ nhỏ đặc nè, nó là nguy cơ tim mạch đó, nó rất là nhạy cảm oxy hóa, nó thường xuyên nó bám cái thành mạch, nó xuyên qua cái thành mạch, nó gây độc tính cho các tế bào nội mạc mạch máu. Hồi nãy đây là các tế bào nội mạc mạch máu này, như vậy, và nó sẽ tăng sản xuất các cái yếu tố mà đông máu, chống lại tan cục máu đông ở nội mạc mạch máu. Như vậy thì chúng ta sẽ giải thích là lý do là tại sao bệnh nhân mà tăng yếu tố bài qua ở người chứng chuyển hóa chẳng qua là do rối loạn huyết máu ha. Và như vậy thì nếu mà hình thành cái mảng xơ vữa nữa, thì nếu canxi nó tích lũy vào cơ chơi mạch máu thì cái mảng xơ vữa rất là giòn và rất là dễ vỡ, cho nên chính vì cái sự gia tăng cái LDL này này ha, giảm cái HDL, tăng triglyceride, nên nó sẽ dẫn đến một tình trạng là gia tăng các biến cố tim mạch. Thì chúng ta thấy là cái vai trò của HDL này đúng không, mình học cái bài rối loạn lipid máu này chúng ta sẽ thấy vai trò của HDL nó là cái yếu tố bảo vệ mà nó chống lại cái sự xâm nhập của các cái hạt mỡ nhỏ nè, cái vai trò mà nó chuyển hóa ngược hồi nãy chúng ta có nói đó. Thì đây là một cái mô hình để chúng ta thấy được cái vai trò của HDL đối với cái tình trạng sinh xơ vữa. À, cái trên cái mô hình này, cái mô hình đầu tiên thì các bạn thấy thấy bên tay trái của bạn, bên trái các bạn bên trên một cái người mà có cái bộ mỡ rất là cao nhưng mà có HDL rất thấp. HDL là những cái cục màu to màu xanh này, còn những cái chấm nhỏ nhỏ màu xanh đó là những cái hạt mỡ nhỏ. Thì những cái người nào mà có bộ mỡ mà cao ha, bộ mỡ mà cao nhưng mà lại HDL thấp thì những cái người đó là có nguy cơ xơ vữa là cao nhất hả. Còn những cái người mà chúng ta nhìn cái mô hình phía bên tay trái và phía dưới này nè, những cái người có bộ mỡ cao nhưng mà HDL họ cao thì nguy cơ xơ vữa rất là ít. Chúng ta thấy cái vai trò HDL nè, nó nằm ngay cái gì, đây là một cái mô hình mạch máu cắt ngang này, đây cái tế bào nội mạc mạch máu lấp lót trong cùng này, ở giữa họ có cái gan này, có các cái gan này. Nếu mà có HDL cao đó ha, thì nó sẽ nằm chẽn mạch máu, những cái hạt mỡ nhỏ mà bám vào thành mạch đây nó trung hòa, bám vào thành mạch trung hòa, cho nên là khi mà HDL LDL mà càng cao thì HDL nó sẽ có nguy cơ thấp vì nó trung hòa để nó bảo vệ cơ thể. Như vậy thì cùng ở mức cholesterol toàn phần cao như nhau, nhưng người nào có HDL cao thì người đó sẽ ít xơ vữa hơn. Như vậy thì so xét với cái tình trạng mà của cái mô hình mạch máu này nè, mà có nhiều LDL đó, thì cái người này sẽ có nguy cơ gì, có nguy cơ xơ vữa cao nhất đó. Tôi thí dụ là cái người này có cái mức cholesterol toàn phần là 6.8 như nhau, hai 6.8 như nhau là ở mô hình bên trên, mô hình ở phía dưới này cũng vậy, cái người đó cũng có cholesterol toàn phần 6.8 như nhau, nhưng cái người ở trên này có mức LDL là 5 chấm đi ha, nhưng cái người ở dưới này có mức LDL họ khoảng 3 chấm mấy, nhưng mà cái người ở trên này HDL họ thấp lắm, HDL họ 0.8 0.9, nhưng mà cái mô hình bên dưới này HDL họ 1.6. Như vậy thì người này có cùng ở mức cholesterol toàn phần cao như nhau, nhưng người nào có HDL cao thì người đó cái nguy cơ xơ vữa họ thấp hơn. Cũng tương tự như vậy, ở người này có hai cái bộ mỡ ha,
bộ mở cái người của cái mô hình phía bên tay phải đó bạn, ở phía trên mà bên bên tay phải đó, cái người này là có cái mức khắc đeo như nhau, nhưng mà người nào có LDL cao thì người đó có nguy cơ sinh sơ vữa nhiều hơn. Để chúng ta thấy được cái vai trò của HDL, cho nên cái người mà mắc hội chứng chuyển hóa HDL họ giảm thì họ gia tăng cái tần suất bị bệnh lý xơ vữa, cũng là gia tăng cái tần suất mắc bệnh tim mạch. Rồi bây giờ chúng ta giải thích tiếp, tăng huyết áp trong hội chứng chuyển hóa nó theo cơ chế gì, nó theo cơ chế nào? À, người ta thấy nó rất là phức tạp, nó bao gồm hai cơ chế chính. Chúng ta chỉ cần nhớ tăng huyết áp ở bệnh nhân béo phì nó có hai cơ chế, đó là gia tăng co mạch, nó gia tăng co mạch do tổn thương tế bào nội mạc mạch máu ha, thì nó giảm yếu tố NO đó, và bên cạnh đó trong hội chứng chuyển hóa nó tiết ra rất là nhiều chất, nó tác động lên não, và não tiết ra một cái chất hóa chất trung gian, nó sẽ tác dụng lên cái thận và nó làm tăng nhiễm mỡ nước. Như vậy đối với bệnh nhân tăng huyết áp ở bệnh nhân mà có tình trạng béo phì, nó sẽ kết hợp với tình trạng co mạch và tăng nhiễm mỡ nước. À, như vậy thì chúng ta biết ở cái người mà mắc hội chứng chuyển hóa thì cái yếu tố tăng đông họ gia tăng, họ tăng đông họ gia tăng, yếu tố co mạch gia tăng, như vậy thì nó tăng đông, nó tăng tim mà nó tăng tổn thương tế bào mạch máu. Bên cạnh đó người ta thấy ở bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa đó thì họ có tình trạng đề kháng insulin, nó sẽ phối hợp với tăng huyết áp làm cho tăng huyết áp cao nhiều hơn. Rồi bây giờ chúng ta giải thích cuối cùng là tại sao là cái tiêu chí thành phần, cái thành tố và đường máu nó là cái thành phần sau cùng trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng chuyển hóa. Thì người ta giải thích như thế này, do đề kháng insulin thôi, chủ yếu ta thấy nguồn gốc chính là giờ đầu tiên là anh béo bụng, anh béo bụng thì một thì cái mô mỡ nó sẽ tăng tiết chất leptin, như vậy là chất làm tăng đề kháng insulin, và tăng đề kháng insulin thì chúng ta sẽ thấy dẫn đến vậy, đó là một trong những cơ chế chính dẫn đến đái tháo đường thứ hai, mà nó là hậu quả như gì, hậu quả của tình trạng mô mỡ gia tăng và nó tiết ra chất đề kháng insulin. Như vậy chỉ là đái tháo đường là một cái hậu quả, và rối loạn đường là cái hậu quả của hội chứng đề kháng insulin. Như vậy nó là tiêu chí sau cùng. Rồi, trong cái hội chứng chuyển hóa này người ta giải thích tại sao mà có sự gia tăng người đạm liệu. Thì người ta thấy là bình thường trong dân số của chúng ta nè, xét nghiệm chung trong dân số chung luôn, kể cả đái tháo đường không, nhưng đái tháo đường người ta tính chung có khoảng 15% bệnh nhân bị tiểu đạm. Nhưng mà ở bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa thì tần suất tiểu đạm nó gia tăng hơn, là tại vì người ta thấy từng nguyên nhân, ví dụ như là tăng huyết áp nó cũng gây tiểu đạm, đái tháo đường nó cũng làm tiểu đạm, béo phì tăng tiểu đạm. Như vậy thì bây giờ ba cái bệnh cảnh này trong hội chứng chuyển hóa nó gặp nhau chắc chắn thì nó sẽ gia tăng tần suất mắc tiểu đạm. Và người ta thấy cái tiểu đạm này nó không có đại diện trong cái dân số mắc hội chứng chuyển hóa nó gia tăng thôi, cho nên là sau này người ta cũng không có đồng ý với cái tiêu chuẩn chẩn đoán của tổ chức y tế thế giới. Và trong cái tiêu chí chẩn đoán hội chứng chuyển hóa này người ta thấy là có nhiều yếu tố ha, nó dẫn đến cái tình trạng có thể làm gia tăng yếu tố nguy cơ về gia tăng cái bệnh lý thận mạng. À, chính cũng chính vì cái tình trạng mà bệnh nhân đái tháo đường người ta huyết áp nè, mỡ máu nè ha, nó sẽ làm gia tăng tần suất mắc bệnh thận mạng. Và người ta thấy là trong hội chứng chuyển hóa thì có những yếu tố sau đây nó có thể làm gia tăng tần suất mắc bệnh thận mạng. Đầu tiên là tăng huyết áp động mạch, rối loạn lipid máu, rối loạn dung nạp đường, giảm HDL, béo dạng nam, đây là những yếu tố có thể có tác động nó làm gia tăng mắc bệnh bệnh thận mạng ở bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa. Và người ta thấy là có tình trạng là do bệnh nhân bị rối loạn lipid máu, đặc biệt là bệnh nhân tăng triglyceride rồi tăng axit béo tự do ha, cái cơ chế mà axit béo tự do nó tăng trong máu ấy, thì cơ thể chúng ta sẽ tải về gan bằng cách là các cái albumin nó trong máu ấy, nó sẽ gắn kết với cái axit béo để nó tải về, bởi vì axit béo tự do này là những cái chất của tan trong mỡ mà hoàn toàn, cho nên muốn tải về gan thì albumin nó sẽ liên kết, nó kết hợp với các axit béo để nó kéo axit béo về gan. Nhưng mà trên đường đi của nó phải qua thận, nó lọc qua thận, thì những cái phức hợp axit béo tự do với albumin này nè,
nó sẽ lắng đọng ở thận và nó gây tổn thương thận và nó gây viêm thận, nó dẫn đến gia tăng tần suất mắc bệnh tiểu đạm và gia tăng tần suất mắc bệnh thận mạng. Vậy thì chúng ta giới thiệu xong về các cái thành tố hội chứng chuyển hóa ha. Vậy thì khi một bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa, họ có thể là gia tăng tần suất là béo phì, là tăng huyết áp, đái tháo đường. Như vậy thì họ có thể bị các cái biến chứng gì? Nhất là gia tăng bệnh lý tim mạch. À, bệnh lý tim mạch HDC là bệnh lý tim mạch chúng ta thấy rồi ha, giải thích cơ chế bây giờ chúng ta thấy rồi đó. Rồi rất là dễ bị béo phì do họ bị rối loạn chuyển hóa, nó giảm sử dụng đường, giảm sử dụng mỡ, cho nên nó tăng tích lũy thêm, rất là dễ bị béo phì. Tăng huyết áp là do mồ mỡ nó tiết ra quá nhiều gì các bạn, à, nó tăng tiết quá nhiều các cái acetylcholine, à, rồi nó gia tăng giữ máu nước, rồi nó gia tăng co mạch, nên là nó làm tăng huyết áp, rất là dễ tăng huyết áp. Rồi bệnh nhân bị một cái tổn thương gia tăng sắc tố, nó gọi là bệnh da đen, cho nên họ bị một cái bệnh da đặc biệt, à, trong hội chứng chuyển hóa có thể biến chứng da tọa da chứng da đen, gia tăng tần suất ung thư. Là tại vì ung thư nhiều loại lắm, ung thư chung người ta thấy tần suất mà mắc hội chứng chuyển mắc mắc ung thư ở những người bị hội chứng chuyển hóa nó cao hơn so với người khác, là do trong mô mỡ nó tiết ra một số chất nó gây rối loạn, rối loạn về miễn dịch. Rồi rất là dễ vì bệnh lý mạch máu não nó khác với đột quỵ hết các bạn ha. Bệnh lý mạch máu não đây là gì các bạn? Bệnh lý mạch máu não là những cái tổn thương ở vi mạch máu nhỏ ở não, nó làm tổn thương chất trắng với chất xám. Như vậy thì bệnh nhân sẽ rất là dễ xuất hiện bệnh Alzheimer nè, và thứ hai nữa là bệnh lý chất trắng. Chúng ta biết là bệnh nhân cứ yếu dần, người cơ thể nó cứ cứng đờ, rồi ăn uống kém dần dần, rồi suy kiệt, rất là suy sụp rất là nhanh, đau não người già. Infertility là rất là dễ bị vô sinh ha. Đột quỵ gia tăng tần suất mắc bệnh đột quỵ, đa biến tật là đái tháo đường. Như vậy nó tóm lại bệnh nhân bị hội chứng chuyển hóa có thể bị các biến chứng đó ha. À, nhắc lại là HDC là bệnh tim mạch, hay kỳ tim đồng hồ là béo phì, là tăng huyết áp này, bệnh da là tăng tần suất ung thư, là bệnh mạch máu não nhỏ nè, rồi vô sinh, đột quỵ, đã và đái tháo đường, đó là các cái biến chứng có thể gặp ở bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa trong bài của nó. Tóm lại hội chứng chuyển hóa nó là tập hợp của nhiều thành tố nguy cơ gây bệnh lý tim mạch và đái tháo đường tiểu thang. Mục đích của chúng ta tìm hiểu như này là chúng ta nhận biết được các cái thành tố hội chứng chuyển hóa. Khi nhận biết được thì chúng ta sẽ đặt nó mục tiêu điều trị, và mục đích của chúng ta là nhằm hạn chế được các yếu tố nguy cơ tim mạch, là giảm các cái bệnh lý tim mạch xuất hiện từ sức mắc bệnh tim mạch như tử vong tim mạch. Với hiện nay có nhiều tiêu chuẩn trong đó hội chứng chuyển hóa, như tôi đã giới thiệu với các bạn đó, thì chúng ta có thể lựa chọn tiêu chuẩn nào đó mà phù hợp với chủng tộc Việt Nam để chúng ta được chẩn đoán cho nó thích hợp. Mà hơn hết thì chúng ta thấy dựa vào những cái vấn đề chúng ta phân tích ấy, gửi là cái cơ chế bệnh sinh, chúng ta thấy rõ ràng là béo phì dạng nam đề kháng insulin là thành tố cơ bản hội chứng chuyển hóa. Rồi vậy thì khi mà chúng ta xác định được hội chứng chuyển hóa và cũng như bệnh nhân có biến chứng gì, thì chúng ta sẽ đặt ra mục tiêu điều trị của bệnh đó. Bệnh nhân chúng ta xác định bệnh nhân có bao nhiêu vấn đề cần điều trị thì chúng ta đặt ra vấn đề điều trị. Và trên đây là cái nguyên tắc chung về điều trị hội chứng chuyển hóa. Đầu tiên là chúng ta thay đổi lối sống, các biện pháp không dùng thuốc, và có thể dùng thuốc với mục đích là làm giảm được các yếu tố nguy cơ tim mạch của hội chứng chuyển hóa, cũng như là giảm được các biến chứng tim mạch. Nếu bệnh nhân có béo phì, chúng ta điều trị béo phì. À, nếu bệnh nhân có đái tháo đường tiếp 2 thì chúng ta sẽ can thiệp vào sự thay đổi lối sống và điều trị đái tháo đường tiếp 2 bằng thuốc. Nếu bệnh nhân có rối loạn huyết máu thì chúng ta sẽ điều trị, chúng ta can thiệp vào cái chế độ dinh dưỡng cũng như là chế độ tập luyện để chúng ta rối loạn, chúng ta điều trị rối loạn huyết máu ha. Rồi nếu bệnh nhân có tăng huyết áp thì chúng ta thay đổi lối sống cũng như là sử dụng thuốc để điều trị tăng huyết áp, thì đó là những cái nguyên tắc điều trị hội chứng chuyển hóa. Bây giờ mục tiêu điều trị thì người ta chia ra làm những cái nhóm nguy cơ tim mạch rất cao và nguy cơ tim mạch cao. Những cái nhóm mà nguy cơ tim mạch cao á, thì người ta sẽ đặt ra những cái tiêu chí là giữ huyết áp là dưới 135 trên 85, đường máu lúc đói là dưới 6.1, là dưới 110, glucose 2 giờ sau ăn dưới 180 trên lít dưới 0.7, eo nheo ở nam á là dưới 0.9, nữ là dưới 1,
Còn nguy cơ rất cao với cái huyết áp là chỉ cần phải giảm từ 1.2 trở xuống nha, 1.3 cho đến 1.2, đừng lúc đói là phải dưới 100, đừng lúc sau ăn 2 giờ là phải dưới 153 triglycerides, rồi chỉ cần dưới 105, dưới 1.5. HDL là phải trên bộ đối với bột số 1 đối với nữ. Về điều trị béo phì thì người ta lưu ý nè, điều trị béo phì thì người ta sẽ đặt cái mục tiêu điều trị béo phì như thế nào gọi là làm thành công. Lý tưởng là chúng ta phải đặt mục tiêu trở về trọng lượng ban đầu và thông qua các tiêu chuẩn sau đây. Được gọi là điều trị thành công đó là chúng ta phải điều trị làm sao tháng đầu sụt trên 2 kg, nói chung 3 tháng đến 6 tháng tiếp theo là chúng ta phải đặt mục tiêu là phải giảm trên 5% trọng lượng cơ thể. Rồi bây giờ đó, là mục tiêu của chúng ta đạt cái gọi là tuyệt vời là chúng ta phải giảm được 10 đến 15% trọng lượng cơ thể. Và thời gian người ta cho là kết hợp phối hợp với thuốc chứ không dùng thuốc là 2 năm, phối hợp với chế độ dinh dưỡng phối hợp với thuốc sibutramine là 2 năm để đạt cái mục tiêu là dưới 15%. Đối với Atorvastatin là chúng ta phải sử dụng liên tục 4 năm. À, được gọi là đạt mục tiêu là chúng ta phải nắm cái tiêu chuẩn này. À, ví dụ một cái người mà sau 2 năm mà chúng ta thấy đang điều trị mà lúc đầu đang 100 kg giờ còn khoảng 80 kg là coi như chúng ta đạt mục tiêu rồi đó. Đối với cái biện pháp không dùng thuốc thì chúng ta can thiệp đầu tiên là chúng ta sẽ giảm cân nặng, hạn chế rượu bia này, gia tăng hoạt động thể lực này, giảm muối ăn, duy trì chế độ ăn kiêng nhưng mà đầy đủ các cái canxi, magie và thuốc nè ha. Rồi ta hướng dẫn thực hành để điều trị bằng thuốc nè. Dùng thuốc cho người có phì có BMI lớn hơn 30 kg này. Khi nào dùng thuốc? Dùng thuốc cho cái người đó mà phải có trọng lượng à, phải béo phì độ 2 trở lên mới được sử dụng các thuốc giảm cân à, kết hợp với chế độ ăn kiêng và phải bắt buộc phải thay đổi lối sống và có mục tiêu là phải giảm cân nha. Rồi hoặc là khi nào à, những cái người mà thường là điều trị béo phì á thì chúng ta phải kết hợp biện pháp không dùng thuốc á, rồi vận động mà không có đạt được mục tiêu thì chúng ta phải kết hợp thuốc. Thuốc thì hiện nay á, thị trường thế giới á, thì nó cho 2 thuốc nhưng ở Mỹ nó cho một thuốc là Orlistat thôi, vô chuyên nhưng Mỹ nó cũng không có chịu sử dụng. Còn đối với những cái người mà quá béo phì với BMI lớn hơn 40, ta gọi là béo phì chết người mà đang có nguy cơ tim mạch rất cao thì người ta sẽ sử dụng biện pháp béo người ta là phẫu thuật là cắt nổi dạ dày, là cắt bỏ bớt dạ dày hoặc là đặt cái bóng chèn trong dạ dày để cho giảm cái ăn uống cho bệnh nhân ăn mau no ha, và giảm hấp thu. Vậy thì để điều trị những béo phì mà có nguy cơ mà tim mạch rất cao, người ta bị dung cao, người ta mới phẫu thuật. Và thường là phẫu thuật này đã để giảm được các cái tác dụng phụ á, giảm được hội chứng nhập viện thì phải phẫu thuật viên có kinh nghiệm để điều trị. Rồi vậy thì khi mà bệnh nhân có bao nhiêu thành tố ha, mà có chỉ định điều trị dùng thuốc, ví dụ như bệnh nhân chỉ mới tăng đường huyết thôi mà chưa có chuyện trị đái tháo đường tiếp 2, chúng ta có thể là chúng ta sẽ sử dụng biện pháp không dùng thuốc. Nhưng mà nếu bệnh nhân đã được chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2 thì chúng ta phải điều trị. Như vậy có bao nhiêu thành tố thì chúng ta sẽ đặt mục tiêu điều trị, và mỗi một cái thành tố thì nó sẽ có một cái khuyến cáo điều trị dành cho bài điều trị riêng. Tôi đặt vấn đề ví dụ như bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 ha, nếu như bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 mà có triệu chứng thì chúng ta sẽ vui lòng mở cái bài đái tháo đường tiếp 2 ra, chúng ta điều trị theo bài bản. Bệnh nhân có tăng huyết áp tùy theo mức độ tăng huyết áp và tổn thương cơ quan đít thì họ sẽ có những cái khuyến cáo lựa chọn đối với huyết áp khác nhau. Và nếu như bệnh nhân có rối loạn lipid máu, à, nếu bệnh nhân có rối loạn lipid máu thì chúng ta sẽ điều trị rối loạn lipid máu nếu có chỉ định. Rồi bài giảng của tôi hết rồi các bạn. Trời ơi, sao tôi đuối quá, các bạn có gì thắc mắc không? Đang 9 giờ này. Cô cho em hỏi là cái thuốc điều trị béo phì nếu mà ở phụ nữ mà chưa ở cân nặng mà lớn hơn có BMI lớn hơn 30 á cô, khi mà sử dụng vậy và nếu mà người đó chưa có thai hay gì đó rồi có ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của người đó không cô?
Không, mình lựa chọn thuốc tốt nhất của Mỹ mà nó chấp nhận mà, thì chúng ta biết rồi, thuốc nó cực kỳ an toàn. Cái Orlistat đó là thuốc để nó chỉ giảm hấp thu mỡ rồi kết hợp với chế độ ăn uống cho hợp lý và tập luyện cho hợp lý nó mới giảm cân, cho nên chúng ta thấy giảm cân từ từ. Còn ba cái thuốc linh tinh ở ngoài đó, uống lợi thì ít mà hại thì nhiều, mà thuốc đó thì nó mắc như là gì luôn ha. Những cái thuốc mà chúng ta uống theo khuyến cáo đã được các cái tổ chức uy tín về thuốc công nhận thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Dĩ nhiên có một vài thuốc nó cũng có những cái tác dụng phụ, ví dụ như là sibutramine, nó làm cho chúng ta uống vô làm cho chúng ta mất cái cảm giác thèm ăn, và cứ cảm giác không có muốn thèm ăn mà cứ cảm giác cứ bụng no 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 hoài. Có một số trường hợp bệnh nhân ở Mỹ á, uống rất là nhiều người ở Mỹ là uống rồi, các bạn thấy đi ra, chúng ta coi trên TV chúng ta thấy đi ra ngoài đường phố Mỹ nhiều người mập lắm, người ta uống thuốc rất là nhiều, nhưng mà một số người uống cái sibutramine, uống cái sau đó cái tự nhiên khi mà ngưng thuốc rồi là họ bị rối loạn cảm giác luôn, cảm giác đói luôn, là họ mất cảm giác đói luôn. Một số người ta bị chán ăn, ta gọi là chán ăn thần kinh, thì một số lượng rất là nhỏ bị chán ăn thần kinh thì bắt đầu cơ thể hơi suy kiệt dần, một số người nặng nữa là tử vong luôn. Cho nên Mỹ nó cũng cấm xài cái sibutramine, nhưng thật ra sibutramine nó làm cho giảm cân cũng khá là tốt đó. Vậy thì còn ảnh hưởng đến sinh sản thì tôi chưa từng thấy, không có thấy khuyến cáo thuốc nào nó ảnh hưởng đến sinh sản cả. Nhưng mà người ta khuyên những cái người mà có bệnh lý tim mạch mà béo phì thì hạn chế sử dụng cái thuốc giảm cân. Dạ rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn ạ. Dạ cô, cho em hỏi. Xin mời. Cô ví dụ là một bệnh nhân khoảng 80 tuổi á cô ạ, à, mà có HbA1c cỡ 7 chấm á cô, nhưng mà chưa có đủ tiêu chuẩn để mà chẩn đoán đái tháo đường do đường huyết lúc đó có 500 mấy rồi cô. Bây giờ em muốn thực hiện cái nghiệm pháp dung nạp glucose, cô em có thể làm tại nhà được không cô? Rồi À, 2 tiếng sau em bấm đường. không, thường cái đó phải xét nghiệm gluco tĩnh mạch mới chính xác. Là em cho uống mà em phải mua đúng cái gluco á, em lại mấy cái cửa hàng mà bán mấy cái cửa hàng mà bán cái gì hóa chất với lại thuốc thực phẩm sinh học rồi đó ha. Em mua đúng cái gluco á, gluco Dạ á, vậy là đường gluco chứ không phải đường cát mình của cho uống mình. 75 Phải à, 75 dạ gram dạ là 75 gram gluco chứ không phải đường gram cát. glucose. Đường cát là nó không chưa đủ 75 gram đâu. Rồi mình sẽ thực hiện rút máu ở tại nhà cũng được. Em pha trong 250 lít nước cho anh ta uống xong rồi bắt đầu em xét nghiệm đường huyết trước khi xét nghiệm, bằng mấy cái ngày trước khi ăn, mấy cái ngày trước khi mà làm cái nghiệm pháp đó đó, là em sẽ sự cho bệnh nhân phải ăn chế độ ăn ít đường. Rồi thật sự ra bây giờ đường huyết lúc đói nó cũng chưa có nói gì hết. Bây giờ tôi phân tích cụ thể đó, ca đó bây giờ đường huyết lúc đó có 5 chấm mấy, cũng có thể là đường huyết người ta không có cao, nhưng HB người ta cao là do người ta rối loạn đường huyết sau ăn, hiểu không? Thì nó có thể tăng đường huyết sau Dạ. ăn. Lý do thứ nhất, lý do thứ hai nữa là giờ cái chỗ làm nó có đúng đủ kinh nghiệm và đủ chuẩn để mà xác định một cách chính xác HB1C hay không, và đó là cái câu hỏi thứ hai. Như vậy để chẩn đoán được, trả lời được cái phần thứ hai của cô nói, thì cái xét nghiệm nên được thực hiện ở Sài Gòn là chủ yếu là ở đâu các bạn biết không? Và chính xác nhất là được chuẩn hóa quốc tế luôn, là chỉ có bệnh viện Hòa Hảo, trung tâm chẩn đoán y khoa Hòa Hảo á. À, rồi ở đó là tương đối Dạ là chính xác nhất. Còn tiếp theo nó có thể làm bệnh viện Đại học Y Dược cũng như là bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng mà cô. nếu Dạ mà cô nếu mà HbA1c chính xác á là coi như chẩn đoán đái tháo đường type 2 được rồi. Tại vì đường huyết đó thì chỉ còn đường huyết em lấy lúc đó chưa, một thời điểm em chưa có xác định được đường huyết sao ăn. À, có thể đường huyết lúc đó tại thời điểm đó nó thấp, nhưng mà qua hôm sau là đường nó cao rồi, người ta ăn xong nhiều đường, chế độ ăn mà có đường chút thì đường huyết sao ăn nó là tăng, cho nên nó làm cho cái nồng độ đường trong máu trung bình nó cao, thì nó gắn kết với nó làm cho HbA1c đủ 7 chấm là đủ chuẩn để chẩn đoán đái tháo đường type 2 rồi, với điều kiện xét nghiệm đó phải chính xác. Hiểu ý cô nói không? dạ
Cô ví dụ như là bệnh nhân có nhu cầu xét nghiệm lại H3N1C cô ạ, lần thứ hai để khẳng định luôn á cô, thì em nên khuyên bệnh nhân là 3 tháng sau xét nghiệm hay là cái khoảng thời gian là bao lâu vậy cô? Tại vì bệnh nhân nó không có chỉ định uống thuốc thì bây giờ mình chỉnh chế độ ăn thôi. Tại vì 80 tuổi rồi, H3N1C 7 chấm mà đường huyết không cao thì mình cũng không có chỉ định dùng thuốc, mình chỉnh chế độ ăn thôi. Nên 3 tháng sau hoặc không tin thì mình xét nghiệm ở một cái thời điểm ở một chỗ khác, mà ví dụ như là 7.9 hoặc là 6.9 hoặc là 7.1 thì coi như là chính xác, Dạ. là chắc chắn bệnh nhân đã đo được thứ hai, Dạ. khỏi Cô cần giống làm như phim ảnh chụp trong nào được. dạ. Cô giống như trong cái phiếu xét nghiệm đó cô ạ, mà cái chỉ số triglyceride ở một số chỗ làm xét nghiệm thì nó có cái chỉ số bình thường đó cô, nhưng mà mình muốn kéo xuống khoảng dưới 1.7 đó cô. Nhưng mà cái kết quả của bệnh nhân là khoảng có 1.8, 1.9 gì đó, nhưng mà vẫn trong cái giới hạn bình thường của xét nghiệm nó ghi đó cô ạ. Thì cái Đúng lúc đó là đó, bình mình thường nên của mình làm là người ta cho nó trong cái bảng ATP3 đó, em cứ nhìn theo cái bảng ATP3 em đối chiếu lại là 1.7, còn dưới 1.5 là mục tiêu điều trị nha. dạ em thấy Nếu có một cái số giống như ở bệnh viện em á cô à, là ở trong cái như chỉ số bình thường của nó ghi là 0.46 đến 1.88 cô, bệnh nhân đấy, ra là 1.85 thì như vậy là có nó bình thường không? không có tăng bao nhiêu đâu, không cần phải kéo xuống đó. Bệnh nhân chỉ cần tập thể dục thêm 5 phút hoặc bệnh nhân bớt ăn mỡ lại chút xíu hoặc bớt muỗng cơm ngày là nó được, tôi rất rất là dễ dàng. Dạ vậy mình vẫn lấy Sao bạn? dạ vậy vậy mình vẫn lấy cái chuẩn là theo theo sách mình học thôi cô, chứ không phải là theo cái ATP3 đó chuẩn bạn, của ATP3 đó bạn, ATP3 đó. ATP3 là chuẩn quốc đúng tế, rồi chuẩn thế giới, em đi tới đâu ai cũng công nhận hết. dạ, cảm ơn cô dạ. ATP3 mới vừa gửi cho các bạn trong cái bài học á, trong cái hành nào mình có. Và các bạn còn thắc mắc gì nữa không? Sao tự nhiên bữa nay buồn ngủ quá trời, thư giãn với bạn mà tôi không tập trung được, tôi ngáp lên ngáp xuống luôn các bạn. Rồi vậy thôi chúng ta kết thúc đây nha. Cảm ơn các bạn. Rồi như vậy là phần của bài giảng của tôi